Lời đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Nam gần Bắc, nhất là những anh em đam mê câu lùa. Hôm nay em lên cho anh em tổng cộng là 9 con máy. 9 con máy này xây nhỏ, xây tầm 4.000 trở xuống. Rồi đếm vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Anh em mua hàng của em thì anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Em có để số điện thoại ở trên clip, anh em cần thì có thể liên hệ với em. Rồi. Rồi, đây là máy, con máy thứ nhất em lên cho mọi người. Một con máy còn full hộp. Còn hộp. Không biết có gì, có hướng dẫn với hộp thôi. Để hộp cho nó đẹp. Đây, một con Daiwa. Daiwa XT 8500. Đây. Xây con này xây tầm... xe tầm 5.000, 4.000, 4.500, 5.000. Ngoại hình cũng khá là ok đây, bị bụi đây. Đít thì bị xước. Đây, bị bụi đây đây. Hoạt động ok, hay lắc nhẹ cái đầu nha anh em. Đó. Hoạt động ok, nó hơi lắc nhẹ cái đầu thôi. Đây cứ ok. Ở bên sóng. Đây cứ ok. Đây, nó lắc nhẹ cái đầu đây. Xe tầm 5.000 nha anh em, hàng Nhật. Đó, ngoại hình đây cho anh em xem kỹ luôn. Rồi đây máy thứ nhất. Đó, lắc đây, lắc nhẹ cái đầu thôi chứ không lắc quá. Đây, hoạt động ok, được ok nè. Đó, về tới ok nè. Đó, cho lăn lăn nha mọi người. Đây. Rồi. Xe chuẩn 5.000. Dòng tua là 5.2.1. Cân nặng là 360 g, tải mát là 8 kg, tải tối đa 8 kg, tải mát là 16 kg. Đó. Rồi, giá bèo nhèo cho anh em luôn, 350k. Máy số 1 350k. Đó, hàng của Nhật nha. Rồi, tiếp theo là máy số 2. Một con Daiwa. Đây, con Daiwa Sprinter. Đây, con này nó để trên đây là có ABS. Này. Con này vẫn là xây tương đương với là xây 5.000. Con này xây 5.000 cùng với máy đó luôn. Ngoại hình thì bụi bặm. Đây xước đây chút. Con lăn thì em đảm bảo anh em lăn nha. Mô bên là mô bên số. Đây, máy ABS, nó để ABS thì em đọc ABS. Hàng này hàng China xuất Nhật nha, tem lụa nha. Đây China xuất Nhật. Con này hoạt động ok. Máy này là không kêu gà gà nha anh em. Con này không lắc đâu. Và cộng mượt lắm. Cực mượt. Con này xe 5.000. Hàng Daiwa xuất Nhật nha anh em. Hàng China xuất Nhật, hàng Daiwa. Đây Daiwa. Rồi. Cước 4 được 200m, cước 5 150m, xe chuẩn 5.000 nha. Hoạt động mượt lắm, nhẹ lắm. Đây quay ngược ok nè, nó quay rất là mượt, rất là nhẹ. Rồi giá công khai luôn. Đó, giá công khai 350k luôn. Nè, nó mượt lắm. 350k nha anh em, máy số 2 350k. Rồi, tiếp theo là một máy số số 3. Một con Biomaster GT 2000. Xe chuẩn con này là 3.000 nha. Đây, ốc vàng. Tay nấm gỗ. Đó, con này chạy ba mặt đạn nha mọi người, ba mặt đạn. Bô bin sống, ngoại hình nhìn khá là ok. Con lăn lăn. Hàng này là hàng có Nhật nha anh em. Còn hộp luôn, hộp túi, hộp sách hướng dẫn, không có túi. Đây. Thông số.
Vòng tua là 4.7.1, tải mát là tải tải bổng luôn á, là 7 kg, nặng là 280 g, ba mặt nạ thông số cước đó. Rồi hoạt động đây, đây con hoạt động hai lắc đầu, đây lắc đầu em nói lắc đầu đó. Nhưng mà nó mượt lắm, được cái này mượt đây, cứ ok nè đó, tay gặp là ok nè, nó siết lại gặp đó. Hơi lắc đầu tí nha mọi người đó. Rồi giá vẫn là giá công khai luôn, 350 k. Ngoại hình con này rất là ok nha mọi người, máy sau em báo vậy. Rồi tiếp theo lên cho mọi người, tiếp là con máy số 4. Đây con máy số 4, đây con máy số 4 là con máy Daiwa Emblem. Ngoại hình con này tầm khoảng 90-93%. Đây trước đây tí, hàng vẫn là hàng nội địa Nhật nha mọi người đó. Tất cả hàng này là em lên là đổi trái phải bình thường, một bên là một bên sống. Này con lăn đây, chống với cước chịu lực gì của anh em đây đó. Xe con này xe chuẩn là 1.500 nha mọi người đó, xe chuẩn 1.500, cước 1.5 cho được 130 m, mượt lắm, mượt mọi người ơi. Con này thích hợp cho anh em đi lua, đánh cá lăng, đánh mè, anh em đánh đem bia câu chê cũng được, câu cá chê thì bao. Máy này máy full hợp, đây hoạt động đây, nó rất là mượt, không rung lắc, không rung lắc nha mọi người, máy là rung lắc em nói rung lắc, không rung lắc là em nói không rung lắc đó, hoạt động êm mượt. Ngoại hình đây em soi kỹ cho mọi người xem. Ngoại hình sao em nói vậy đó, máy này có giá 650 k nha mọi người, 650 k. đây thông số đây, chạy 4 mặt đạn. Để em xem cái thông số đây, đây. Thông số đây chạy 4 mặt đạn, dòng tua 5.3.1, nặng là 245 g, tải là 4 kg, nhấc bổng tải mát là 8 kg. Cái này là nhấc bổng 8 kg là dữ lắm rồi á, anh em diều cá thì có thể hơn, quan trọng là kỹ thuật đó. Máy số 4 350, máy số 4 650 k. Rồi tiếp theo là một con máy số 7, một con máy còn rất là bóng đó, một con Daiwa Gen, nó Gen Z, hàng này hàng chuẩn nội địa Nhật nha. Nó ngoại hình con này em đảm bảo với anh em là tầm 95% trở lên. Đây nó xước cắt ở đây là dính bụi nha anh em đó. Ngoại hình khá là ok, em đảm bảo với anh em là ngoại hình con này rất là bóng. Nó một biên số đó, con này xe chuẩn là xe 3.000 nha mọi người, xe chuẩn là xe 3.000 đó. Những dòng giờ gen này hàng của Nhật thì hoạt động bao bao mượt đó. Anh em nào về đi lua, anh hay đi câu cá lăng, mùa nước về câu cá lăng rất là êm đó, mùa bình sống thì cứ ok nè đó. Ngoại hình con này khá là ok, anh em có thể để sưu tầm cũng được. Máy này máy full hợp, full hợp có sách hướng dẫn đó. Đọc thông số cho mọi người xem, đây hướng dẫn đây đó, vòng tua 5.1.1, nặng là 320 g, xe chuẩn là 3.000, cước 3 được 150 m. Thông số tải đây không, tải mát là 8 kg, nhấc bổng luôn á, diều cá là thoải mái đó. Rồi giá công khai luôn, giá công khai này là 700 k nha mọi người, ngoại hình còn rất là mới, 700 k nha, ngoại hình khá là ok. Máy số 5 700 k. Tiếp theo là con máy số 6,
Đây, một con máy số 6, một con emblem 1500 KPS nha. Đây con lăn đây. Nói chung thì con này ngoại hình tầm khoảng 90%, 90-93%. Mô bin sống. Đây cước ok. Cái gạt cước này rất là to nha. Xe chuẩn con này là xe 1500 luôn nha mọi người. Đó, hàng nội địa Nhật. Đó, hoạt động đây. Đó, bao im mượt nha. Đó. Máy hỗ trợ ABS. Quay ngược nè, nó không nghe tiếng động luôn, mượt hết sức mượt. Không rung lắc nha mọi người. Máy rung lắc thì em báo rung lắc, máy không rung lắc thì em báo không rung lắc. Mô bên thì vẫn là mô bên sống. Lấy cước ok nè. Đó. Quay đập nè. Rồi. Con này á, con này thì nó sẽ chạy 4 mặt đạn, thường là chạy 4 mặt đạn, 4 đến 5 mặt đạn. Rồi, giá công khai luôn, 750k. Máy số nào? Số 6, 750k. Rồi, tiếp theo lên là con máy số 7. Một con máy hàng khá là hiếm. Một con máy trâu bò. Anh em nói là trâu bò. Đây. Một con máy đây qua Truman. Xây ngoại hình đi, ngoại hình tầm khoảng 80-90%. Đây, xước đây tí. Xước đây. Đó, những điểm xước em báo cho anh em. Đây, đó, máy xước thì em soi xước. Bộ pin là bộ pin sống. Đây, con lăn đây, con lăn là bằng sứ, hạn chế ăn mòn nha. Đây cứ ok. Máy hỗ trợ ABS. Đây, nấm tay quay đây. Đó. 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 Quay nó, tay quay cái mặt đạn nha mọi người, nó quay rất là dữ. Nó máy hoạt động đây. Đó. Bao chân chu. Không kêu, không rung lắc, không nghe tiếng động lạ luôn. Quay ngược nè, nó. Quay tới nè, nó. Máy này là hỗ trợ cốt trợ lực. Cốt trợ lực có mặt đạn trọng luôn. Đây. Đây. Đó. Cốt lên này. Hoạt động đây. Đó. Rất là mượt nha mọi người. Ngoại hình thì em có soi cho mọi người xem rồi. Đây để em đọc thông số cho mọi người xem. Đây thông số nó đây. Đó. Thông số là vòng tua 5.3:1, cân nặng là 275 g, cước ba được 150 m, xe chuẩn 3000. Đó. Máy chạy hình như là 6 mặt đạn. Đây, 6 battery. Đó, 6 mặt đạn có hệ thống thắng, hệ thống phanh ABS. Đây, giá mới, giá tại shop của nó luôn á là 2440 pin, là gần 4 triệu. Gần 5 triệu từ Việt Nam. Đó. Máy còn hợp sách. Rồi. Giá công khai ở đây em bán cho mọi người là 1 triệu nha mọi người. 1 triệu cộng ship. Đó. Hoạt động là nó. Mượt có nói khỏi bàn luôn. Đó, 1 triệu cộng ship máy số 7. Thích hợp cho anh em nào về lua, về câu lua câu lục đầu cần cũng được. Đây xước đây tí, đây chạy 6 mặt đạn đây. Câu lục đầu cần cũng được, không thôi câu lăng, câu cha, câu chim. Nói chung là dòng máy này tải rất là dữ. Tải bổng tới 7 kg luôn mà. Rồi. Tiếp theo là máy số 8 nha. Đây, con máy số 8. À, một con đàn quỳ 4000. Có chưa ếch, hình như là anh em nó ếch đầy cao hay vậy. Chả biết nữa. Đây, đứt bị xước tí. Nói chung thì con lăn lăn nha mọi người. Đó, lăn lăn mượt luôn á. Mua bị sống. Hàng Malaysia xuất Nhật. Hàng anh em bảo qua chiếc ếch là đầy cao á, em không biết luôn. Xe chuẩn là xe chuẩn 4000. Hỗ trợ ABS. Hoạt động chân chu nha. Hoạt động chân chu. Có nút chấm dầu. Nó hoạt động này.
tác động ngược lại đây đó, tác động tới đây đó, không chân chu thích hợp cho anh em mà về câu tra câu lục đầu cần đến biển cũng được, 4.000 là được rồi. Đi lua anh em tay bự chút, cầm cái này lua lóc là bao phê nó lua nè, không rất là mượt. Shimano Malaysia sức chật đó, máy xà báo vậy rồi, giá công khai luôn 1.000.000 đồng cộng ship, máy số 8 1.000.000 cộng ship. Tiếp theo máy cuối cùng là một máy số 9, một con hàng Ortega XT đây, cái chỗ này hình như là nó xước rồi, bị xước. Ortega XT 4.000, xe chuẩn 4.000, ngoại hình con này tầm khoảng 90% nha mọi người. Ngoại hình sao em báo vậy, em soi kỹ cho mọi người xem anh. Đó, đây, cái này dính bụi. Nói chung về máy này vệ sinh về anh em chịu khó lau chùi lại một ít, một tí. Ở đây em đã kiểm tra rồi, máy hoạt động ok em mới bán. Đây, bên đây nó bị ăn muối nhẹ, tới đây đây chút em soi cho mọi người xem luôn. Máy sao em soi vậy, trên đây ok, không ảnh hưởng gì. Dưới đây là không ảnh hưởng gì đâu, cước nó sẽ ra đây. Ở đây rất là bóng, cước nó ra rất là mượt. Đây cước ok, đây cước đây. Hoạt động đây, bao mượt. Hàng Ortega này là hàng của Nhật nên nó rất là mượt nha mọi người. Đây, nó hàng rất là mượt. Hỗ trợ ABS, quay ngược ok, quay tới ok. Đó, mô lên pin là mô pin sống. Đó, rồi giá công khai con này khoảng là 1.000.000 nha mọi người. Đó, giá 1.000.000 luôn. Đó, anh em nào về lua lóc cũng được, lua lóc, câu tra, câu chim, câu lăng, bao mượt. Rồi, ok, đó là tổng cộng 9 con máy em lên cho mọi người hôm nay. Clip sau em sẽ cố gắng lên cho anh em nhà máy Đô Nông. Rồi, cảm ơn anh em nha.